Ôi trời ơi. Oh my god, oh my god, oh my god. Ôi trời ơi. Ây ây, trời ơi, xém lật xe luôn các bạn ơi. Ghê quá, chạy ngược lại thôi. Ây, mình qua mình bắn chiếc máy bay này đi. Bắn nè. Đấy, các bạn thấy ghê chưa? Đấy, bắn ô tô nè, bắn nè, bắn xe ô tô nè. Cảnh sát chúng ta đây, cảnh sát nè. Cảnh sát còn nữa không, máy bay đâu, trực thăng đâu. Trực thăng đâu, trực thăng đâu, nó đang biểu. Đấy, trực thăng đây. Ai, bắn, bắn trực thăng nè. Trực thăng nè, trực thăng nè, trực thăng nè. Trực thăng nè. Chống với mình hả? À, trực thăng đâu? Đây rồi, trực thăng nè. Đây, trực thăng đây. Ê, trực thăng nè. Trực thăng nè, qua bắn hộp trực thăng rồi. Bắn hộp trực thăng nè. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có một chiếc xe tăng đổi màu. Các bạn đang thấy mình có một chiếc xe tăng nè. Đây là xe tăng bánh lốp cỡ nhỏ nha. Xe này thì không có bắn được đâu, nhưng mà xe này là chạy rất là nhanh. Hôm nay mình sẽ cho cái xe này nó đi dạo phố nha các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đi bắt cướp tiếp các bạn ơi. Đấy, mình sẽ quẹo qua cái cây cầu này, lên trên cây cầu này coi có ăn cướp không nha. Cái xe tăng này nó tuy là nhỏ thôi mà rất là khó lái các bạn ơi. Đấy rồi, wow, như mình thấy một cái bóng, một chiếc trực thăng bay trên đầu mình kìa. Ơi, đường này có vẻ vắng vẻ quá các bạn ơi, không có người đi đường luôn kìa. À, đây rồi, đã có một chiếc xe ô tô phía trước rồi, để mình chạy lên phía trên nha. Ơi kìa rồi. À, bác tài xế ơi, tránh ra. Ôi, xin lỗi nha, tung trúng đuôi bác tài xế rồi. Qua đường này đi cho nó ít người. Wow, các bạn thấy xe tăng của mình rất là đẹp ha các bạn ha. Ơi, xe tăng đang leo lên dốc rồi. Wow, mình đi lộn một công trường xây dựng rồi các bạn ơi. Chết rồi, đi ra thôi. Không là mấy chú bảo vệ bắt mình đó. Ơi, sao các bạn thấy xuống dốc thì chạy rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ biểu diễn cho các bạn coi nè. Xe này có thể bay lên nè. Đấy. Ghê chưa? Đấy, ghê chưa các bạn? Này, đấy, các bạn coi lại nè, bay nè. Bay lên cao nè. Bay lên trời luôn. Ui, đi xe này chán quá các bạn ơi. Mình muốn đổi một xe khác. Ơi, mình coi có xe nào đổi được không? Xe này xấu quá. Xe này mà hôm qua mình đi nhiều rồi các bạn ơi. Giờ mình đang nhiều xe luôn nha. Cái xe này rất là đẹp nè các bạn ơi. Xe này xe gì đây? Xe này sẽ bắn súng được nè. Chết rồi. Thử bắn xe này coi. Bắn được nè. Người đi đường. Bắn trúng người đi đường rồi. Bắn trúng người đi đường, chết rồi các bạn ơi. Bắn như vậy là cảnh sát sẽ ra bắt mình với. Ôi, xe này xe gì các bạn ơi, ghê quá. Xe này xe gì nè? Xe này là mình quay đâu cái nòng súng nó quay đi đó luôn các bạn ơi. Đây, không biết xe này xe chết rồi. Mình lên 2 sao rồi các bạn ơi. Mình lên 2 sao là cảnh sát sẽ bắt mình nha. Để mình chạy là chạy thôi. Cảnh sát đi rồi, chết rồi. Bắn cảnh sát luôn. Cảnh sát ra bắn cảnh sát luôn. Chú cảnh sát. Bắn cảnh sát luôn. Xe này yếu quá, chạy thôi, mình không đấu lại cảnh sát đâu các bạn ơi. Cảnh sát bắn mình ghê. Đây, mình sẽ bắn kêu xe cảnh sát luôn. Xe này yếu quá các bạn ơi, bắn yếu quá. Xe này xe gì đó các bạn ơi, xe này ghê quá, chạy thôi. Mình đổi xe khác đi các bạn ơi. Xe này xe gì đây? Xe này, đây. Xe này xe cảnh sát nè các bạn, chạy thôi. Xe này chạy không nhanh đâu, mình đổi xe khác nha. Đây rồi, đây có một chiếc xe rồi. Xe tăng hôm bữa này. Chạy thôi các bạn ơi, cảnh sát đuổi là phải chạy thôi, không chạy là chết đó. Trời ơi, nó tung mình kìa. Trời ơi, nó tung mình kìa, chạy thôi. Tung cái nữa kìa. Chết rồi, chạy thôi. Cảnh sát dí ghê quá, cảnh sát chạy nhanh quá các bạn ơi. Nó bắt mình kìa, nó chặn đầu mình nè, nó bắt mình. Ghê quá các bạn ơi, chạy thôi. Cảnh sát chặn đầu bắt mình kìa. Oh my god, chạy thôi. Nó dí theo mình kìa.
Dưới gần kịp, ôi phía sau dưới kìa, ôi cảnh sát dưới mình, chú chạy thôi chạy thôi chạy thôi, ôi dưới mình rồi các bạn ơi, ôi dưới mình ghê quá, ôi nó tung mình rồi, chết rồi chạy thôi, cảnh sát ghê quá các bạn ơi, chạy thôi qua đây chạy thôi, trời ơi mình lỡ mình thử súng rồi mà, ôi dưới mình kìa, ôi trời my god cảnh sát đuổi theo mình kìa, ôi phía trước có cảnh sát chặn đầu nữa nè, chết rồi chết rồi, ôi trời ơi. Oh my god, mình là phụ nữ mà. Chết rồi, mình có làm gì đâu. Cảnh sát chặn đường kìa. Chết, trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Chạy thôi, chạy thôi. Ôi, chúng ta cần phải chạy nhanh các bạn ơi. Mình phải cần tới sân bay. Trời ơi, cái xe của nó mất cái lốp luôn mà nó vẫn đuổi theo mình kìa. Ê, trời ơi, mình tung vô cái gì rồi. Ơi, chạy thôi. Ôi, trời ơi, con xe... có máy bay trực thăng đuổi từ trên đầu kìa các bạn ơi, chạy thôi. Ê, ghê quá kìa đó, trực thăng ơi oh my god, rơi xuống đây rồi, rồi chạy thôi, tiếp tục chạy thôi. Trời ơi cảnh sát rất nhiều luôn, đây nữa nè, ôi trời, cảnh sát phải đổi xe khác thôi các bạn ơi, xe này chạy không lại cảnh sát đâu. Xe này có xe gì? Ui, xe này xe ô tô. Đây xe này đi. Ôi, mình là người phụ nữ mà, tại sao dưới mình? Chạy thôi. Ấy trời ơi các bạn ơi, xem nữa là mình rớt ghế luôn. Chạy nhanh nào, qua đây lại qua đây. Xe này chạy nhanh quá, ôi xe này chạy là cảnh sát khỏi dí luôn đấy các bạn, thấy chưa, cảnh sát đâu có dí được đâu. Ô có súng nè, có súng luôn nè, chống hả? Ấy cảnh sát hả, có súng nè. Ấy chết rồi, wow té rồi. Ôi đổi xe khác đi, đổi xe khác đi. Ôi xe cảnh sát này các bạn ơi, xe cảnh sát nè. Đây mình có súng nha, mình cũng có súng á, bắn nè. Ấy các bạn thấy mình có súng bên trong nè, bắn nè. Thôi mình cũng là cảnh sát mà. Ui chạy thôi. Ê, trời ơi tung chúng cảnh sát rồi, đổi xe khác thôi, cái xe này yếu quá các bạn ơi, xe này xe gì đây? Xe này được á. Ơi đừng có bắn em, chạy thôi, ở đây chạy thôi. Đây mình có súng đó nha, mình vẫn có súng đó. Qua đây. Ôi sáng nữa là tung vô. Oh my god, trời ơi nó không tha cho mình luôn. Lùi lại các bạn ơi, trời mới vô mà cảnh sát đuổi theo mình rồi. Ui tung đổ cái cột điện luôn rồi, chết rồi, đổi xe khác thôi, xe này yếu quá. Ôi xe siêu to khổng lồ. Ôi xe này cũng chưa to lắm. Đây xe này, anh có xe tăng rồi, xe tăng màu đỏ nè, cảnh sát đâu bước vô. Mình leo núi các bạn ơi, hôm nay mình không chơi ở đường nữa, mình leo lên núi đi. Thế nào, ấy cảnh sát đâu, ngon thì lên đây, máy bay mà lên đây thử coi. Đây mình leo lên đồi núi như thế này thì máy bay mình xử máy bay luôn rồi, lên nào. Đấy các bạn ơi, cảnh sát leo lên núi luôn kìa, leo lên nè, leo xuống lại đi, cho xuống rớt xuống núi luôn. Đấy nó rớt xuống núi được kìa, bắn nhầm phát nữa cho rớt xuống núi luôn. Lên đây các bạn ơi, lên cao đi, mình phải chạy lên cao đi. Đấy rồi đứng trên đây đi. Ơi hôm nay mình sẽ chơi trò chơi bắn máy bay nha. Máy bay đâu rồi, trực thăng đâu đây, một chiếc trực thăng. Đây rồi, ngon, hạ xuống, bắn nè. Ê, bắn trực thăng nha. Ui, xem chúng. Ui, hụt rồi các bạn ơi, trực thăng này ghê quá. Ơi, nhưng mà mình sẽ không sợ đâu, mình lên đây. Ê, cảnh sát đi đâu hết rồi. Ê, cảnh sát sợ mình chạy hết rồi các bạn ơi, đi đâu hết rồi. Ê, coi chừng rớt xuống núi nha. Máy bay trực thăng đâu? Ê, đây có một chiếc máy bay. Xa quá không bắn được các bạn ơi. Thôi đi thôi. Ơi nó ở đâu mà nó bắn mình vậy ta? Ê, cái một chiếc xe lửa chạy phía dưới kia. Ơi xuống dưới đi tham gia trò chơi rủi bắt xe lửa đi. Ơi ở đây. Ôi bị kẹt đi rồi, chết rồi, bị kẹt rồi, đổi xe khác các bạn ơi, xe này khó chạy quá. Đây máy bay lên nào. Ơi xe bay đi thôi. Ơi chạy thôi các bạn ơi, chạy thôi. Ơi máy bay trực thăng ở đâu bắn vậy, máy bay trực thăng ở đâu bắn mình vậy, mình 3 sao rồi.
Ơi, mình đổi xe khác các bạn ơi. Ôi, rơi xuống đất. Cảnh sát. Đổi xe khác. Đổi xe khác, đổi xe khác. Ôi trời ơi, trời ơi. Trời ơi, ấy, một chiếc xe tăng này. Đây mới gọi là cảnh sát núp ở điều này nè. Cảnh sát nè. Ôi, mình lạc vô rừng núi rồi. Thôi chạy thôi các bạn ơi. Ôi, cỏ cháy rồi, chết rồi, cháy rồi. Cháy rồi, cháy rồi. Đây, đây là đường đi đây rồi, đường đi đây rồi. À, đây, đây, đây. Ê, cảnh sát phục. Ôi, cảnh sát mai phục ở dưới đất quá trời luôn. Quá trời cảnh sát ở dưới đây luôn. Ôi, xe cảnh sát đang đậu dưới đây chờ mình nè. Chết rồi, mình bị kẹt đây rồi. Không được rồi, đi ra ngoài thôi. Đi ra ngoài thôi, chạy thôi, chạy thôi. Mình có súng nha, đừng có chống với mình nha, mình có súng đó. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi, chống hả, chống hả, chống hả. Chống hả. Ờ, vô cướp xe cảnh sát luôn. Vô cướp xe cảnh sát chạy luôn. Ờ, chạy thôi. Ôi, ôi, nó chặn đầu mình. Ôi, ghê vậy, ghê vậy. Ghê vậy, 4 sao rồi, chặn đầu hả. Ghê quá các bạn ơi, chạy thôi. Ôi, xe gì đây. Ôi, nó dí kìa. Ôi, né, né. Ê, tay lấy lụa lắm nha. Chạy thôi, làm sao mà dí được chị. Ê, làm sao các em dí được chị. Ê, bây giờ chị không đi xe này nữa. À, chị sẽ chơi xe tải. Ê, mình sẽ chơi một chiếc xe. Xe gì đây. Xe này là các bạn khỏi dí luôn. Đấy. Ê, xe này các bạn khỏi dí nha. Xe này mà hút các bạn là các bạn chết á. Tung cảnh sát nè. Ui, các bạn đếm cho sao mình coi. Rất nhiều xe cảnh sát phía sau kìa. Ê, đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 10 chiếc xe cảnh sát luôn. 10 xe cảnh sát đuổi theo mình các bạn ơi. Chạy thôi. Ôi ghê quá các bạn ơi, chạy thôi. Ôi cảnh sát đuổi theo. Ôi cảnh sát dưới kia. Ê ê ê ê. Trời ơi cảnh sát ghê quá. Cảnh sát phía trước kìa. Ở phía sau kìa. Ôi đây nè, có cảnh sát phía trước. Chờ mình phía trước kìa. Ôi trời ơi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi ơi, chua sẵn lịch xe luôn các bạn ơi. Ghê quá, chạy ngược lại thôi. Ơi, nhiều cảnh sát quá, chưa bao giờ mình thấy nhiều cảnh sát như hôm nay luôn á. Ơi, chết rồi. Ơi, cảnh sát ơi, lên đây, chị biết bay nè. Chị bay lên chị giẫm xuống nè. Ngon tới đây. Ngon tới đây chị đè cho chết luôn đó. Ôi lịch rồi. Không sao, giật đứng dậy được. Ấy trời ơi, nó vành mình kìa. Ngon tới đây, ngon tới đây, ngon tới đây. Ấy rồi. Đè cái xe luôn nè. À, đè cái xe luôn nè. Ấy xuống đi, đè cái xe nè. Ấy ngon xuống đây, ngon lên đây. Chị bay lên cao nè, giờ lướt xuống chị đè lại nè. Trúng cái xe nè không? Trời ơi, hên cho các bạn đó nha. Ấy. Ấy đi qua bên đây, đi qua bên đây. Rồi, nhảy lên tiếp nè. Ấy. Chết rồi các bạn ơi, cảnh sát nhiều quá. Cảnh sát nhiều quá, ý bị kẹt xe rồi các bạn ơi. Để đổi xe khác thôi. Đổi xe nào các bạn ơi, chết rồi, không có xe nào đẹp đẹp. Thấy một chiếc xe tải. Một chiếc xe tải, ui rất là nhiều cảnh sát luôn các bạn ơi. Làm sao đây, ủi luôn, ủi cảnh sát luôn. Ủi luôn, ủi xe luôn, cảnh sát luôn, ủi cảnh sát luôn. Lên 5 sao đi nào, mình đang cần lên 5 sao. Cho cảnh sát nhiều nhiều tí. Ơi, chạy thôi. Ui. À các bạn ơi, mình sẽ lấy máy bay đi. Lấy máy bay đi các bạn ơi. Máy bay đâu rồi? À, máy bay đâu rồi? Rồi mình tìm máy bay các bạn ơi. Đây rồi, máy bay đây nè. Đây, lấy máy bay đi. Đây, máy bay rồi. Máy bay. Chạy thôi các bạn ơi. Máy bay trực thăng của mình rất là to. Chạy thôi, đấy. Rồi mình tới sân bay đây các bạn ơi. Mình sẽ đổi địa điểm tới sân bay nha. Chứ ở đây cảnh sát nhiều quá. Đây nè, sân bay nằm dưới đây nè. Ồ, có máy bay kìa các bạn ơi. Có máy bay tới kìa. Rồi, mình đi tới sân bay nha. Ok, tới sân bay rồi nè. Đấy, thấy máy bay của mình to chưa. Bây giờ mình không đi máy bay này nữa. Mình sẽ đổi máy bay khác các bạn ơi. Rất nhiều máy bay lú. Chứ máy bay này không lái được. Đây, máy bay chiến đấu. Chết rồi, chết bọn cảnh sát rồi. Ấy, bắn được súng nè. À, ngon tới đây, ngon tới đây. Ngon tới đây. Ngon tới đây. Ngon tới đây. Máy bay nè, máy bay bắn xe cảnh sát nè. À, ngon tới đây, xe máy bay chiến đấu nha. Ê, trực thăng kìa.
trực thăng à, trực thăng phía trên kìa, bắn trực thăng luôn. Ê ấy à, dập tung máy bay của mình hả? Chạy nào, chạy nào. Ê ê ê ê ê ê, trực thăng đâu ra đây biểu? Trực thăng hả? Ê, làm sao bắn được trực thăng ta? Quay lại bắn xe cảnh sát đi. Thôi chạy ra bay đã. Thôi ok, mình sẽ bay lên cao, sẽ bắn trực thăng cho bạn coi. Lên nào, lên 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 lên, bay nào bay nào bay nào bay nào. Rồi lên rồi các bạn ơi. Rồi quay qua bắn trực thăng đi. Lên nào, lên nào, lên cao ơi, đừng có rớt, đừng có rớt. Rồi lên đi, lên đi, lên đi. Ơi 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 ơi, ui chiếc máy bay rơi xuống biển rồi các bạn ơi. Chết rồi, làm sao đây? Đi về lại đi, đi về lại đi. Ê, chết rồi, bị chìm nước rồi các bạn ơi. Bị chìm rồi, mình phải về lại sân bay thôi. Mình phải quay lại sân bay thôi các bạn ơi. Đây, đây, quay lại chỗ này. Chết rồi, bị chìm rồi các bạn ơi. Ơi, quay lại sân bay nha. Rồi, chúng ta đã quay lại sân bay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu lại coi. Cảnh sát đâu rồi? Hey, ui, máy bay bị lỗi rồi. Thôi được rồi nè, bay thôi, chạy thôi, chạy thôi. Hạ xuống, rồi đúng rồi, chạy thôi các bạn ơi. Thôi mình chạy, mình đổi chiếc khác đi. Đây, thêm một chiếc mới nè. Máy bay chiến đấu này thì khỏi sợ thằng nào hết. Đâu, trực thăng đâu ra đây? Trực thăng đâu? Ui, này, chạy tới đi, chạy tới đi, chạy luôn chứ vậy. Chạy tới, đúng rồi, chạy tới. Đâu rồi? Trực thăng đâu ra đây, anh biểu. Máy bay này lái lên trời khó quá các bạn ơi, vì nó rất là nhanh luôn. Rồi, cảnh sát đâu hết rồi? Ê, mình ra mình thử sức. Đấy rồi, ô, có một chiếc máy bay to. Ơi, ơi, quẹo quá, quẹo quá, quẹo quá. Thôi mình qua mình bắn chiếc máy bay này đi. Bắn nè. Đấy, các bạn thấy ghê chưa? Đấy, bắn ô tô nè, bắn nè, bắn xe ô tô nè. Cảnh sát rút ra đây, cảnh sát nè. Cảnh sát còn nữa không? Máy bay đâu? Trực thăng đâu? Đây rồi, đây rồi, quay đầu lại chiến đấu với cảnh sát luôn các bạn ơi, không sợ thằng nào hết. Lùi lại xíu đi. Rồi, lùi lại xíu đi, lùi lại đi. Rồi, hạ xuống. Ui, ơi, quanh lại đi, quanh lại. Hey, mình đổi chiếc máy bay khác thử coi. Chiếc máy bay này riết cũng chán các bạn ơi. Hey, chết rồi, không đổi được máy bay rồi các bạn ơi, không đổi được máy bay rồi. Thôi được rồi nè. Hey, bây giờ mình đổi lại máy bay khác nha. Ok, máy bay thì rất là nhiều, không có thiếu đâu. B-11 này chiến đấu nãy nè. Cái này cũng chiến đấu luôn nè các bạn ơi. Ồ, cái này không phải chiến đấu. Ôi, khí cầu không chơi đâu. Ở máy bay chở hàng. Ơi, máy bay này to quá, sao mà đánh được. Ôi, cái chỉ có máy bay chiến đấu hồi nãy thôi các bạn ơi. Đây, 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 đây. Rồi xong các em rồi, máy bay này thì chiến đấu hơi bị mạnh nè. Rồi xong các em rồi, cảnh sát ơi. Đây, mình thử sức trong máy bay. Máy bay này là bay lên không luôn nè. Rồi, trực thăng đâu, mình thử bắn cái máy bay này luôn. Rồi, trực thăng đâu? Trực thăng đâu? Trực thăng đâu, trực thăng đâu? Đó đây anh biểu. Đây, trực thăng đây. Thôi, bắn, bắn trực thăng nè. Trực thăng nè, trực thăng nè, trực thăng nè. Trực thăng nè. Chống với mình hả? À, trực thăng đâu? Đây rồi, trực thăng nè. Đây, trực thăng đây. Ê, 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 trực thăng nè. Trực thăng nè, wow, bắn hộp trực thăng rồi. Bắn hộp rồi, bắn hộp trực thăng nè. Đây, bên đây còn một chiếc trực thăng nữa, bắn luôn. Đó, ai chống như mình nữa không? Trực thăng nào nữa không? Ơi, máy bay này bay trên không này các bạn ơi. Ghê chưa, ghê chưa? Rồi, hạ xuống đất thôi. Rồi, hạ xuống nào. Ấy, à, cảnh sát nè. Cảnh sát nè. Cảnh sát nè. Còn ai nữa không? Ấy, máy bay của mình rất là mạnh luôn. Rồi, bên đây mình có một chiếc máy bay nữa nè các bạn. Đây. À, chiếc trực thăng nè. À, cái máy bay này vẫn chưa bị gì hết nè. Bắn cho nó một phát nữa cho tung luôn nè. Xong. Còn chiếc nào nữa không? Đây, một chiếc trực thăng dám tới đây hả trực thăng? À, trực thăng hả? Trực thăng nè. Ủa, nó sợ nó bay đi các bạn ơi. Chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. À, chạy đâu cho thoát hả trực thăng. Thôi, máy bay này rất là chán rồi các bạn ơi. Thôi, máy bay các bạn nha, hẹn gặp lại nha. Wow, hôm nay mình đã tiêu diệt được những chú cảnh sát. Những chú cảnh sát này là những chú cảnh sát giả dạng, ăn cướp giả dạng đó các bạn ơi, chứ không phải là người tốt đâu. Ok, mình bay lên trời cao nha. Wow,
Máy bay này có các tên lửa nữa nè các bạn ơi, có 6 quả tên lửa nào mà mình không biết phóng tên lửa sao hết. Ai còn cố tình hả, cố tình qua đây khiêu chiến mình hả, bắn cho một phát nữa nè, bắn cho một phát nữa, rớt luôn nè, rớt nè, rớt nè. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.